Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng 20 tháng 12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dân hương, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội. Tại gia đình các đồng chí, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư, Nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước, Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng võ nguyên giáp nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nguyên bộ trưởng quốc phòng đại tướng chu huy mân nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó chủ tịch hội đồng nhà nước nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bộ trưởng quốc phòng đại tướng văn tiến dũng đại tướng đoàn khuê đại tướng phùng quang thanh các đồng chí nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng đại tướng hoàng văn thái Đại tướng Lê Trọng Tấn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính trước anh linh của các bậc tiền bối, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã kính cẩn dân hoa, dân hương, tưởng niệm, tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc những công hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Những công hiến, công lao to lớn của các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng bất khuất tô thắm lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc là niềm tự hào của dân tộc việt nam là những tấm gương sáng ngời vì lý tưởng cách mạng vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập cống hiến sức mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp Đại tướng Văn Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân gia đình các đồng chí và mong muốn thân nhân gia đình các đồng chí, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội. Sáng cùng ngày, Đại tướng Văn Văn Giang đến thăm hỏi, chúc sức khỏe Trung tướng Đoạn Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin đến Trung tướng Đặng Quân Thủy những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của toàn quân trong năm 2023, những hoạt động nổi bật của các đơn vị hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đại tướng Phan Văn Giang chúc Trung tướng Đặng Quân Thủy và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc tiếp tục quan tâm theo dõi và đóng góp các ý kiến quý báu tâm huyết để xây dựng quân đội nhân dân việt nam ngày càng vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó